New Mập Review xin chào các bạn, từ phía xa xa đằng kia có một người đàn ông đang mải mê cuốc bẩm cầy sâu, còn ngay trước mắt chúng ta là những con cá trê đang tập trung trong một vũng nước nhỏ, vãi thật con cá nó nhảy lên như vậy mà ổng vẫn chưa phát hiện ra các bạn ạ, cái định mệnh mình cũng chẳng biết anh ấy rốt cuộc đang đào bới cái gì nữa, anh làm ơn nhìn lại đằng này đi có gì đó đặc biệt lắm nè anh trai, đó bất ngờ chưa hả ông già, nãy giờ tôi kêu anh muốn đứt hơi luôn mà sao anh không có chịu nghe gì hết vậy, đúng rồi cái này chắc chắn là trời cho nên cứ hốt hết cho vào thau đi anh trai, ái chà các bạn xem kìa phải nói là rất nhiều cá luôn ấy. Vãi thật ông hốt vậy đi lỡ cái ngạnh nó mà đâm vào tay thì đừng có khóc nha. Mình thấy rất có thể ở đây trước kia là một con sông hay ao hồ gì đó. Do bây giờ đến mùa cạn nên nước rút đi hết trơn rồi. Và mấy con cá này chắc không kịp bơi đi nên mới bị mắc kẹt ở nơi đây chăng? Lúc này anh ấy đang tát hết nước ra để thuận tiện hơn cho việc bắt cá. Wow, công nhận mấy con cá trên này trông béo múp thật sự mọi người nhỉ. Nói chứ không quan trọng lắm mập hay ốm gì thì cũng phải vào thau hết thôi hi hi. Vãi cả trưởng còn có cả con cá trên màu trắng nữa mới ghê chứ. Bé nó không có màu sắc gì hết nên chắc là đam yếu lắm, lỡ không may bị cái ngạnh đâm chúng tôi nghĩ cũng không có sao đâu nhỉ anh trai. Ủa khoan, điều kỳ lạ ở đây là mình không hề thấy những loài cá khác ta, toàn là cá trê không, thế nó mới ảo chứ. Chỉ sau một lúc bắt thôi thì cái thau của anh ấy lúc này đã đầy ấp cá rồi. Vãi, hôm nay quả nhiên là một ngày quá may mắn của anh trai đây mà. Còn anh trai này trên tay cầm một thanh sắt đi đây không biết nữa. Anh ấy vừa phát hiện một chú cua đang ẩn nấp dưới lớp bùn kìa các bạn. Ôi, lúc này con cua đang giơ hai cái càng siêu to khổng lồ lên tỏ vẻ rất chiến, nhưng rất nhanh thôi nó đã bị anh trai này khống chế bằng một tay mạ rồi. Kìa quẩy nữa đi, sao chú em mày không quẩy nữa hả? Bây giờ anh ấy đang trói bé cua này lại bằng một sợi dây, ái chà, buộc chặt vậy là hết đường động đậy nữa nhé cua. Công việc của anh ấy là ra rừng ngập mặn này bắt sinh vật biển rồi đem về bán. Đấy, vừa mới nói xong hình như anh ấy lại bắt thêm được con gì nữa rồi kìa. Thì ra đó là một con nghêu nha các bạn. Chỉ cần dùng một cái cây kim loại rạch rạch vào bùn như thế này, chúng chỗ nào có nghêu sò ốc hến là nó sẽ tự động phát ra tiếng hà. Đó, đơn giản thế thôi, anh ấy đã bắt được thêm một con nghêu nữa rồi kìa. Ủa, anh đang đào bới kiếm thứ gì dưới đó vậy anh trai? Vãi thật, tiếp tục lại là một con cua biển nữa đã bị anh ta tóm được. 1 kg cua biển hiện tại có giá cũng cỡ vài trăm ngàn rồi. Tôi thấy một ngày anh ấy kiếm vài triệu dễ dàng như ăn cháo luôn á chứ. Hình như anh trai ấy đang gõ gõ vào đá để bắt con gì nữa kìa. Ủa Mưu Mập, tôi không dành mấy sinh vật biển cho lắm. Tên của con này là gì vậy mọi người? Tụi nó bám có vẻ rất chắc và nhiều trên tảng đá luôn mới ghê chứ. Đây là miếng thịt của nó nè. Anh ấy bỏ vào miệng ăn sống luôn. Chưa ăn nên mình cũng chưa biết vị của nó ra sao nữa. Mình đoán chắc là vị giống với mấy con hào sống nhỉ các bạn. Đang đi đói quá ăn một phát cái có sức đi tiếp ngay hả anh trai? Lúc này anh ấy đang thò bàn tay vào một cái hang không biết muốn bắt thứ gì nữa. Và đó vẫn là một con cua biển nha. Mấy con cua ở đây sao có kích thước bự thế nhỉ? Cua này mà hấp lên ăn là ngon bá cháy con bọ chét ngay ấy mà. Kể ra mấy bạn nào nhà gần biển như thế này cũng sướng nhỉ. Tôm cua cá chắc ăn mệt nghĩ luôn quá ha ha, anh vừa bắt được gì nữa thế đâu, cho chúng tôi xem ké với nào anh trai. Vãi thật, hình như đây là một con ốc mượn hồn thì phải mọi người ạ. Nhìn kỹ mấy cái chân của nó vẫn còn động đậy nữa kìa. Tuy gọi là ốc nhưng thật ra chúng là loài cua giáp sát nhỏ ấy. Nó thường chui vào những vỏ ốc rỗng và coi đó là nhà của mình luôn. Đúng rồi, thả cho nó đi anh, chứ loài này mà ăn uống cái gì. Đây rồi, tôi chắc chắn đây là một bé cua đang nằm ẩn mình nữa chứ đâu. Mày núp kỹ lắm nhưng rất tiếc kinh nghiệm của anh trai đây thì rất nhiều. Nãy giờ những con anh ấy bắt đều là cua đực, còn con này lại là một con cua cái. Để phân biệt cua đực với cua cái thì các bạn chỉ cần nhìn vào cái yếm của nó. Con nào có cái yếm bự hơn thì đó chính xác là cua cái rồi. Do bé này là giống cái nên anh ấy sẽ thả nó về lại tự nhiên, nhằm mục đích cho nó sinh sản để còn duy trì nồi giống nữa chứ đúng không nào. Nói chung công việc này cũng không phải phức tạp lắm, chỉ cần bạn chịu khó vài ngày thôi là mua được một con iPhone 14 bờ rồi mắc ngay ấy mà ha ha. Ở tình huống cuối cùng, chúng ta có thể thấy có một thanh niên đang cầm cái xô đi ra một cái ao. Nhìn cái kiểu mò như này thì Mew tui đoán chắc chắn là anh ấy muốn bắt cá rồi. Nhận thấy mò dưới nước không khả thi cho lắm nên anh ấy đã trèo lên bờ, rồi dở mấy đống rong rêu này lên như thế này đây để tìm luôn cho nó dễ. Đúng rồi, nhớ kiếm thật kỹ vào đi anh trai. Biết đâu may mắn anh tìm được kim cương hay vàng bạc gì dưới lớp bùn này thì sao? Đó đó, cố gắng tìm mãi cuối cùng anh ấy cũng phát hiện con cá đầu tiên rồi kìa. Không phải là một con nữa các bạn ạ, mà là nguyên một bầy cá lóc đang mắc cạn luôn chứ. Cá lóc, cá quả hay cá chuối gì thì bây giờ cũng bị cho vào xô hết thôi. Mình trông mấy bé cá này có vẻ hơi ốm yếu thì phải, có lẽ do chúng đã bị mắc kẹt ở đây đã lâu rồi cũng nên. Liên tục là những con cá nằm chờ sẵn để được cho vào xô, mớ cá này đem về nướng chui hay nấu canh chua là hết bài nhỉ các bạn. Ruột cá lóc mà ăn với lá sầu đâu chấm mắm me nữa là hết nói luôn. Đúng rồi, cố gắng tìm tiếp xem còn bé cá nào đang trốn không anh trai. Chỉ chưa đầy 5 phút mà anh chàng này đã bắt được bao nhiêu đây cá nè mọi người. Nhiều đây đủ cho nguyên một ngày ăn luôn rồi. Thôi, video review con người và cuộc sống của chúng mình đến đây cũng hết. Nhớ theo dõi và ủng hộ kênh Mưu Mập Review phát triển nhé cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.